Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Hãy
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
Vậy là mình để tô màu xong nhé.